thời gian vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự cần cù, siêng năng, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đặc biệt là với tài năng và tư duy vượt trội, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn xuất hiện nhiều điểm sáng trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, với thu nhập hàng tỷ đồng một năm. Tiêu biểu là anh Nguyễn Văn Tú, hội viên Hội nông dân xã Phú Thịnh, huyện Kim Động và anh Hoàng Anh Tiến, hội viên Hội nông dân xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Với những kết quả nổi bật, tối 13 tháng 10 năm 2023 tại nhà hát lớn Hà Nội, anh Hoàng Anh Tiến và anh Nguyễn Văn Tú đã được vinh danh là hai trong số 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Đó là nội dung chính có trong phim tài liệu Hoàng Anh Tiến, Nguyễn Văn Tú xứng danh người sơn nhãn. Phim do nhóm phóng viên Ngọc Anh, Thu Trang, Nguyên Trương, Tuấn Kiệt thực hiện, thể hiện lời bình phát thanh viên Phương Lan, dựng phim Trần Trang. Phim sẽ được phát sóng trên sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.